hậu bị khán giả đòi tẩy chay sản phẩm mới, Hòa Minzy bất ngờ đăng đàn bật khóc. Chuyện gì đã xảy ra với Hòa Minzy? Trên trang fanpage, mới đây Hòa Minzy khiến nhiều người xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái khóc rồi, khóc vì. Chỉ vỏn vẹn 4 chữ, rất nhiều khán giả đã không biết Hòa Minzy gặp phải vấn đề gì đến mức phải bật khóc như thế. Lướt xuống và bình luận đầy hóng hớt, nhiều cư dân mạng cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao giọng ca không thể cùng nhau xuất kiếp lại bật khóc. Cụ thể, Hòa Minzy xúc động vì đã làm việc cực lực cùng với ekip trong suốt 48 giờ đồng hồ để có thể cho ra mắt một MV mới toanh dành tặng đến khán giả. Được biết, MV Lấm Lem Êm Ấm là sản phẩm do Hòa Minzy làm đạo diễn và cũng là MV thứ hai mà nữ ca sĩ đích thân lên ý tưởng để thực hiện sau phim ngắn Vì Anh Là Của Em được phát hành cách đây 7 năm về trước. Phần hình ảnh của MV được Hòa Minzy thực hiện đơn giản nhưng lại chạm đến cảm xúc của người xem. Nữ ca sĩ trực tiếp chạy xe máy để đi tìm và tặng hoa cho các cô lao công, thu mua ve chai vào lúc trời tối, dành cho những người phụ nữ một cái ôm đầy sự chân thành. Kết hợp với những thước phim rất đời trong MV, chính là giọng hát đầy truyền cảm của Hòa Minzy khi thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, tạo nên một sản phẩm âm nhạc đầy ý nghĩa, khiến người xem không khỏi thổn thức. Trước đó, phim ca nhạc Mai Má Về của Hòa Minzy đã bất ngờ vấp phải luồng ý kiến trái chiều lớn, bị nhiều khán giả đòi tẩy chay vì có sự xuất hiện của một nữ diễn viên có tên CC hiện đang vướng phải nhiều ồn ào. Ngay sau khi thấy sản phẩm này nhận về vô số phản ứng tiêu cực, Hòa Minzy đã lập tức đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân làm rõ câu chuyện này. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.